là điều thấm thía về tiền bạc, biết sớm, đời bớt khổ. Kính chào quý vị khán thính giả thân thương của kênh Ngẫm Chuyện Đời. Quý vị thân mến, có rất nhiều người chỉ nhìn được ngắn hạn, chỉ biết tiêu tốn sức lực, vất vả kiếm tiền mà không có tầm nhìn xa trông rộng. Tuy rằng hiện tại bạn có thể phải bỏ công sức ra nhiều hơn người khác một chút, nhưng sau này thứ mà bạn có được lại hơn họ rất nhiều. Hiểu một cách đơn giản thì là sướng trước khổ sau, đó mới là tư duy của người biết kiếm tiền. Phương thức kiếm tiền hiện tại quyết định 10 năm sau của bạn. Hãy lắng nghe 3 điều sau đây và xây dựng cho mình một phương thức kiếm tiền bền bỉ theo thời gian quý vị nhé. 1. Tiền kiếm được càng nhanh thì ngã càng thảm. Mấy năm trước, tôi có quen với một vị luật sư tên T. Cậu của T là một luật sư vô cùng nổi tiếng. Cô ấy ngay từ khi bắt đầu vạch xuất phát đã cao hơn người khác. Các vụ án không bao giờ thiếu, nhiều công ty cũng mời cô ấy làm cố vấn pháp luật. Năng lực cô ấy thực ra cũng chỉ bình bình. Sau khi tiếp nhận các vụ án, phần lớn cũng đều nhờ có cậu của cô ấy giúp đỡ. Còn tiền thì cứ chảy vào túi của cô ấy, kiếm vừa nhanh mà lại vừa dễ. Trong khi các bạn học cùng ngành, cùng lứa khác phải chật vật tham khảo sách chuyên ngành, liên hệ với giáo sư nọ, giáo sư kia, xin lời khuyên, thì T đã bước vào giai đoạn thành công của sự nghiệp rồi. Năm nay tình cờ có người nhắc đến T, tôi hiếu kỳ hỏi thăm tình hình, cũng biết được một vài chuyện. 5-6 năm qua, cô ấy vẫn cứ như vậy, hoặc có thể nói là còn kém hơn. Vật giá tăng là chuyện của vật giá, còn các vụ án của cô ấy tiền không tăng mà cũng chẳng giảm, lương kiếm được cũng không giảm mà cũng chẳng tăng. Lúc đầu hiền ngang đắc ý bao nhiêu thì suy cho cùng đến ngày hôm nay chẳng qua cũng chỉ là một con cừu nhạt nhòa, không hơn không kém giữa một bầy cừu. Trên mạng có một câu nói nổi tiếng như thế này: cách hủy hoại một người nhanh chóng nhất chính là để anh ta kiếm những đồng tiền theo kiểu ngồi mát ăn bát vàng. Tề chính là một điển hình của việc thích kiếm những đồng tiền theo kiểu ngồi mát ăn bát vàng. 2. Bánh ngọt càng giữ càng nhỏ, càng chia sẻ càng lớn. Tôi quen một người bạn tên M, là chủ một cửa hàng bán quần áo online. Cô ấy bắt đầu kinh doanh từ năm 2008 đến năm 2010. Doanh thu hàng năm lên đến hàng trăm triệu, mỗi ngày bán được khoảng 500 đơn. Gọi ship cũng đều là dùng ô tô. M sau đó đăng ký công ty. Từ một mình khởi nghiệp, M đã có được cho mình một công ty quy mô 15 người, gồm nhân viên bán hàng, gói hàng, nhân viên kho, nhân viên trưng bày. Nhưng không ngờ sau đó, công việc kinh doanh lại càng một kém đi. Không phải nói một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao ư? Tại sao sau khi đã có cho mình thêm nhiều trợ thủ rồi, công việc của cô ấy lại đi xuống? Bởi M chỉ lo bản thân mình kiếm tiền, cô ấy luôn khấu trừ tiền của nhân viên. Trừ tiền đi làm muộn, làm thêm ngoài giờ nhưng không trả tiền. Chỉ cần có khiếu nại là lập tức sẽ phạt tiền nhân viên. Không có thưởng, chỉ có phạt tiền, nhân viên cứ xin vào làm rồi lại nghỉ việc. Công việc kinh doanh của cửa hàng cũng vì vậy mà dần xuống dốc. Thực ra đạo lý này rất đơn giản. Chúng ta đều biết rằng có cùng nhau kiếm tiền thì mới kiếm được nhiều tiền. Nhưng có nhiều người lại không thể chia chiếc bánh ngọt của mình ra được. Sợ mình bị ăn ít đi một miếng, sợ mình bị thiệt trong quá trình chia bánh. Nguyên nhân tâm lý cản trở chúng ta cắt miếng bánh đó là mỗi người đều rất dễ dàng cho rằng công lao của mình là nhiều hơn. Có ai lại không cho rằng công lao của mình là lớn nhất? Không nói là 100%, chắc cũng phải đến 90%. Dựa vào đâu phải chia những đồng tiền mình vất vả, khổ sở kiếm được cho người khác? Vì vậy, muốn thành công trong việc chia bánh, trước hết phải khắc phục được trở ngại tâm lý của bản thân. Sau đó cũng phải có những cách làm cụ thể.
đối với một công ty mà nói, cách tốt nhất là bán cổ phần và để nhân viên nắm giữ cổ phần. Chẳng hạn như Huawei, nhân viên trong công ty có thể nắm giữ cổ phần công ty. Như trong trường hợp của M, nếu cô ấy sẵn sàng chia sẻ chiếc bánh cho nhân viên của mình, thậm chí để nhân viên ưu tú nắm giữ cổ phần, công ty chắc chắn sẽ không xảy ra tiêu cực như vậy. Các nhân viên nắm giữ cổ phần sẽ trở thành những người thân thiết với sếp và có nhiều khả năng tạo ra giá trị lớn hơn cho công ty, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của công ty. Có thể nhiều người trong chúng ta không bước vào con đường kinh doanh, nhưng không có nghĩa là bạn không phải rơi vào trường hợp buộc phải chia chiếc bánh ngọt của bạn. Chẳng hạn, nhờ sự giúp đỡ của một người bạn, bạn đã ký được hợp đồng với một khách hàng. Bạn có muốn cảm ơn người bạn đó không? Hay ví dụ, nếu thực hiện một dự án với nhiều người khác, bạn có cần phải chia bánh cho đối phương không? Bạn có thể chia miếng bánh đó lớn đến như thế nào? Nếu bạn muốn tồn tại trong xã hội này, hãy học cách chia bánh. Nếu không, dù là bánh đã ở trong tay, thì bạn cũng chưa chắc đã có thể giữ được nó. Ba, xây dựng ống dẫn nước mới là phương pháp kiếm tiền tuyệt vời. Trong câu chuyện ngụ ngôn về đường ống dẫn, có hai người bạn tên là Pappo và Bruno. Cả hai người cùng nhau có được một công việc tốt mang nước từ con sông gần làng về bể chứa nước dùng chung ở quảng trường trung tâm. Lúc mới bắt đầu, hai người cùng làm theo một quá trình lấy thùng ra sông, lấy nước mang về, đổ vào bể chứa. Sau đó người dân trong làng trả tiền, một thùng nước, một phân tiền. Càng xách được nhiều thùng nước càng nhiều tiền. Bruno vô cùng hài lòng và nghĩ rằng đây là những tháng ngày tươi đẹp nhất. Mỗi ngày xách nước lĩnh tiền, sau đó tiết kiệm tiền mua quần áo, mua nhà. Nhưng Pablo lại không nghĩ như vậy. Tiền kiếm được bằng cách này, dù mỗi ngày có đi đến tê cả chân thì cũng có thể kiếm được bao nhiêu. Sau đó, Pablo bắt đầu nghĩ đến việc đào một đường dẫn nước, dùng ống dẫn nước để mang nước về làng. Thế là Pablo đi xách nước một nửa ngày, đưa ngày còn lại cộng với ngày nghỉ cuối tuần, anh dành để xây dựng đường ống dẫn. Bởi anh chỉ được trả tiền cho những số nước anh xách được, nên ban đầu thu nhập của anh cũng giảm đi đáng kể. Sau 2 năm, thu nhập của Bruno nhiều hơn Pablo. Bruno rất đắc ý và còn cười nhạo Pablo. Đợi đến khi đường ống dẫn nước hoàn thành, nước được mang trực tiếp về thôn. Lúc này Bruno mới ngây ra, bởi chẳng còn ai cần anh làm công việc gánh nước nữa. Còn về phần Pablo, ống dẫn nước sau này đã đem lại cho anh một nguồn thu nhập ổn định và đáng kể. Có rất nhiều người chỉ nhìn được ngắn hạn, chỉ biết tiêu tốn sức lực, vất vả kiếm tiền mà không có tầm nhìn xa trông rộng. Tuy rằng hiện tại bạn có thể phải bỏ công sức ra nhiều hơn người khác một chút, nhưng sau này thứ mà bạn có được lại hơn họ rất nhiều. Hiểu một cách đơn giản thì là sướng trước khổ sau. Đó mới là tư duy của người biết kiếm tiền. Có cầu chúng ta được bảo, đừng bao giờ đi qua cầu, chừng nào còn chưa tới được nó. Nhưng thế giới này được thống trị bởi những người đã qua cầu, trong trí tưởng tượng vượt ra khỏi đám đông. Những người thành công, những người biết kiếm tiền đều là những người có một tầm nhìn xa trông rộng. Thế giới này có 3 loại người: người thấy, người thấy khi được chỉ và người không thấy. Pablo thuộc loại người thứ nhất, Bruno thuộc loại người thứ 3. Còn bạn thuộc loại nào? Hãy tự đánh giá và xây dựng cho mình một hệ thống kiếm tiền bền bỉ quý vị nhé. Quý vị thân mến, tam thập nhi lập, tuổi 30, con người đứng trước một ngưỡng cửa mới. Đây là thời điểm mỗi người cần có sự chín chắn trưởng thành để chịu trách nhiệm cho sự nghiệp và cuộc sống của mình. Trong cuộc sống, nhiều người thường xuyên phàn nàn: tại sao nhân viên mới đến lại có lương cao hơn tôi? Tại sao tôi lại kém may mắn như thế? Cơ hội tốt đều là của người khác cả. Chúng ta vẫn luôn bất bình
về những bất công trong cuộc sống vì công sức đã bỏ ra không được hồi đáp, oán trách vì những cơ hội đã đánh mất mà ảo não. Thực ra không có thành công nào vô duyên, vô cớ mà đến. Nguyên nhân của những thất bại hiện tại bắt nguồn từ chính bản thân chúng ta. Giá trị và địa vị xã hội, tỷ lệ thuận với khả năng không thể bị thay thế của một người khi mà bạn mang một bản lĩnh mà người khác không có, làm được việc mà người khác không thể, thì bạn có thể trở thành một tâm điểm không thể thiếu của đám đông, không sợ bị thay thế, không lo bị đào thải, mới có thể có được tự tin thách thức cuộc sống và năng lực ngăn chặn rủi ro. Một nhà văn đã từng nói thế này: con người có hai cách sống. Thứ nhất là sống như ngọn cỏ, vẫn sống qua từng năm, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là ngọn cỏ, hoặc cách khác là sống như một cái cây, ngay cả khi thời trẻ không có gì cả. Nhưng chỉ cần bạn có hạt giống, ngay cả khi bị chà đạp dưới bùn, vẫn có thể hút được chất dinh dưỡng từ đất kiên cường lớn lên. Hạt giống của cây chính là những điểm mạnh không thể thay thế được. Mỗi người chúng ta đều có thể thông qua việc không ngừng khai thác mà tìm ra điểm tỏa sáng nhất của chính mình. Tiếp đó, dùng đủ sự kiên trì và tâm huyết để trau dồi cho điểm mạnh này. Có thể biến nó thành một cây đại thụ cao vút trong trời, nổi bật lên giữa các đối thủ cạnh tranh. Hiệu ứng Matthew nói với chúng ta rằng một người không ngừng đạt được thành công và tiến bộ trong một lĩnh vực nào đó sẽ tạo ra lợi thế tích lũy, từ đó đạt được thành công càng lớn hơn nữa. Tìm ra hướng đi của bản thân, đào sâu vào một lĩnh vực và không ngừng mài giũa chính là con đường thành công nhanh nhất. Phát huy uy thế của mình đến mức cao nhất, có thể đạt đến trình độ không thể thay thế, trau dồi ưu thế của mình trong mắt người khác đến mức xuất sắc, có thể sớm ngày đạt được đỉnh cao. Trên đường đua cuộc đời, học vấn và hoàn cảnh có thể quyết định điểm xuất phát của chúng ta. Thế nhưng, năng lực cạnh tranh cốt lõi mới quyết định điểm cuối của mỗi người. Nếu không muốn bị đào thải, đầu tiên phải có ít nhất một kỹ năng, sau nâng cao năng lực, cuối cùng dùng hết sức mình để đạt đến trình độ cao nhất. Khai thác điểm sáng của mình, phóng đại điểm mạnh của bản thân. Mỗi người đều sẽ có những thời khắc tỏa sáng của riêng mình. Hãy ghi nhớ khoảnh khắc ấy, sau đó dùng nó để chiếu sáng một đường cho cuộc đời của chúng ta.